Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Chiên đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn ở video chia sẻ mẫu nhà đẹp tiếp theo. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato của chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một mẫu biệt thự 3 tầng được xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà. Thì đây là công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi thiết kế cho anh Phạm Thọ Lam, là anh chủ đầu tư và anh đang chuẩn bị xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà. Thì hôm nay chúng tôi đã bàn giao hồ sơ cho anh rồi. Đấy, và tôi cũng muốn chia sẻ cái bộ hồ sơ này để nếu các bạn mà đang có xây dựng biệt thự ở tại khu đô thị Thanh Hà với cái diện tích tương tự như cái công trình này thì cũng có thể có một cái phương án để các bạn tham khảo. Và chia sẻ với các bạn là cái biệt thự này thì có diện tích là 230 m², thì chiều ngang là 10 m, chiều sâu là 23 m. Đó, và ở đây thì nó quy định rất là chặt chẽ về chiều cao rồi diện tích rồi khoảng không thụt lùi nhô ra. Thì bạn cũng có thể tham khảo cái mẫu này nếu mà các bạn đang có một cái diện tích tương tự ở cái khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội. Rồi, bây giờ các bạn cùng ngắm qua cái mặt tiền của công trình nhá. Thì đây là mặt tiền phối cảnh 1 của công trình này. Rồi, đây là phối cảnh 2 của công trình. Đó, tôi sẽ thu nhỏ cho bạn một chút để bạn xem. Đó. Phối cảnh 2 của công trình. Rồi, đây phối cảnh 3 của công trình. Tí nữa tôi sẽ đi sâu vào công năng của từng tầng để các bạn xem. Để các bạn xem qua cái phối cảnh của công trình đã. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi từng tầng của công trình nhá. Đây, thì hầu như cái diện tích biệt thự ở khu đô thị Thanh Hà là sẽ có diện tích là 230 m², là 10, chiều ngang và sâu là 23 m, thì tất nhiên là chúng ta sẽ không được xây dựng toàn bộ cái diện tích là 230 m² này. Chỉ được xây dựng khoảng 50% thôi đây, mật độ xây dựng là 50% này ở trong cái khuôn viên này thôi. Đó. Thì cái này thì tôi công ty chúng tôi tuân thủ rất là kỹ cái quy định của ban quản lý. Khi mà làm thiết kế đây thì ban quản lý sẽ đưa ra những quy định về thiết kế xây dựng nhà cho khu đô thị này. Thì bạn có thể tham khảo cái mẫu nhà này đã được tuân thủ theo quy định của ban quản lý rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái đây cũng là phối cảnh dưới dạng là không phải là ảnh màu, ảnh 2D thôi. Hiện nay công ty chúng tôi là đơn vị tiên phong và đi đầu trong cái việc áp dụng công nghệ mới, đó là công nghệ Revit hay gọi là công nghệ BIM trong lĩnh vực về xây dựng để thiết kế cho chủ nhà. Thì công nghệ này thì có gì khác biệt so với công nghệ cũ, đó là công nghệ này thì giúp chủ nhà không học về xây dựng, không làm về xây dựng cũng có thể đọc được bản, đọc được sâu về bản vẽ xây dựng. Tại vì cứ một bản vẽ 2D thì chúng tôi sẽ có một cái bản vẽ 3D bên cạnh để giúp chủ nhà có thể đọc và hiểu sâu được cái công trình của mình, từ đó kiểm soát tốt công trình của mình. Đó, thì đấy là cái lợi thế mà công ty chúng tôi đang tạo ra nhờ những công nghệ mới trong thiết kế. Ok, và một cái bộ bản vẽ cho nhà anh Lam với công trình 3 tầng như này nó rơi khoảng gần 200 tờ. Đấy, rất là dày, nhưng mà giúp cho chủ đầu tư đó đầy đủ các cái thông tin, cũng như là thợ xây có đầy đủ các thông tin để có thể làm chính xác theo bản vẽ thiết kế. Rồi, đây là view, đây là view 2. Rồi, đây là 3D view 3 này. Đó. Đây là view 4. Đó, chúng ta cùng đến khám phá cái công năng mặt bằng kiến trúc tầng 1 của công trình. Rồi. Đó, thì các bạn nhìn này. Như các bạn nhìn thấy thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một khoảng không, khoảng sân ở đây. Đó. Chúng tôi đã tuân thủ theo cái quy định của ban quản lý. Đây, sảnh chính này. Bước vào đây là phòng khách. Ở bên này thì anh có để một cái gara để ô tô. Đó. Cái gara để ô tô. Đây là phòng khách. Đi vào trong thì là khu vực cầu thang, kế cầu thang là khu vực vệ sinh. Và đi vào trong nữa thì là khu vực bếp cộng phòng ăn. Đấy. Và ở đây thì có một khu vực phòng hát. Đấy. Anh muốn có một phòng hát riêng ở khu vực tầng 1 này. Và có một cửa đi ra khu vực đằng sau. Còn bên một bên thì anh xây giáp hết đất luôn. Đấy. Còn một bên thì là để khoảng trống khoảng 2 m. Đấy, như các bạn đang nhìn đây. Đó, để vừa làm cái tiểu cảnh này, vừa đi xuống ở đằng sau. Đó, kết nối đi xuống đằng sau, ra đằng sân sau. Đó, thì mật độ xây dựng là 50%. Ok, thì đây không gian tầng 1, nếu các bạn không hiểu hết thì các bạn có thể nhìn trên mô hình 3D. Đó, sảnh chính này, đây gara để ô tô này, bước vào đây này. Đó, phòng hát này, vệ sinh này, cầu thang này. Đó. Đây là do yêu cầu chủ nhà bỏ hết nội thất đi, nên chúng tôi chỉ để này thông thoáng để cho chủ nhà có thể hiểu được. Rồi chúng ta quan sát tiếp vào đoạn kiến trúc tầng 2. Khi bước lên trên cầu thang thì nó sẽ có
4 phòng. Đầu tiên là phòng ngủ số 1. Đấy, phòng ngủ số 1 thì có cả vệ sinh khép kín ở đây luôn. Rồi, và có một cái phòng ngủ lớn là phòng ngủ master. Đấy, phòng ngủ master này thì đi vệ sinh cũng là vệ sinh khép kín luôn, là WC2 này. Tiếp đến là phòng làm việc. Đấy, thì phòng làm việc này không cần vệ sinh. Đó, anh yêu cầu một phòng làm việc riêng. Tiếp đến là phòng ngủ số 2. Đấy, cũng có vệ sinh khép kín. WC4 các bạn nhìn thấy ở đây. Đấy, còn đây là phòng ngủ 2 có ban công đi ra. Đấy, tại vì ở cái chỗ này bên này thì anh xây sát sát hết đất ranh giới của mình rồi, còn chỗ này có khoảng không 2 mét này thì anh làm nhô ban công ra này. Đó, ban công nha, các khoảng nhô ban công này ra thì đều đúng theo quy định của ban quản lý hết. Ok ạ. Đó. Thì các bạn có thể quan sát. Ok. Rồi, tiếp là kiến trúc tầng 3. Khi đi lên trên này thì chúng ta sẽ tiếp tục lại có phòng ngủ số 3, phòng ngủ master 2. Tức là giống hệt như cái tầng 2, giống hệt tầng 2. Đó. Tiếp đến là tầng áp mái. Áp mái đây thì chỉ có khoảng không sân thôi. Đấy, có một cái tum đây và khoảng sân trước, sân sau và một cái khu vực giải trí. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy. Mặt bằng bố trí cho đồ nội thất vào. Ok, đây là mặt đứng của công trình. Thì chiều cao từ tầng cốt vỉa hè lên tầng 1 là 0,45, tức là 450 mm. Từ tầng 1 đến tầng 2 là 3,9 m. Từ tầng 2 lên tầng 3 là 3,3 m. Và từ tầng 3 lên tầng áp mái cũng là 3,3 m. Đó, từ tầng áp mái lên tầng mái là 2,5 m. Chưa đến 2,5 m đâu. Chỗ này thì 2,3 m rồi, 2,3 m rồi. Đấy, được chưa? Đều tuân thủ hết các cái quy định của ban quản lý. Rồi, đấy, mặt đứng đầy đủ hết cho các bạn quan sát. Mặt cắt để cắt hết ra. Đó. Ok, bộ sơ đấy rất dày, gần 200 tờ cơ. À, nhưng mục đích chính của tôi là muốn giới thiệu cái công năng và không gian sử dụng cho mọi người của từng tầng để xem là nếu các bạn mà có một cái lô biệt thự tương tự như thế này thì có thể tham khảo một cái mẫu như thế này. Rồi, hy vọng là cái video vừa rồi làm ra giúp ích cho mọi người. Nếu mọi người cần tư vấn thiết kế ở các công trình biệt thự, nhà phố hoặc là nhà vườn thì có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại bên dưới để chúng tôi có thể tư vấn thiết kế cho các bạn một căn nhà đẹp nhất. Đấy, nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều video chia sẻ ngôi nhà đẹp hơn nữa. Hy vọng video làm ra giúp ích cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video chia sẻ tiếp theo.